tháng bắt đầu ấy. Cứ ghi ngày tháng mặt trái á, làm kỷ niệm. Phải luôn đấy, ghi chút biết rồi đây. Thế mai em chuyển cho em đi. Mai trả luôn. Mai mà, sáng mai em chuyển mà. Vâng. Vâng. Âm à, mày nghe âm à? Âm. Chơi hẳn ngày âm ghê. Đây này, ghi đây, để chạy video clip đi nữa. Đâu, không, không. Cái mặt trái rồi, cái này thì em đang quay lại, ngày mai em chuyển đúng cái này. À, bác xem nó số bao nhiêu đấy, xem mặt trái số bao nhiêu đấy. Nó có nên đi mút ghi số. Đây này, cái số 8 này, nhá. Số 8 rồi. Số 8 đây này, cái mặt của nó số 8 này. Số 8 là số 7. Đấy. Không, không lấy cái mặt này nào. Không, 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 đây, đây cái mặt này. Không, thì... cái này. Cái đấy tùy bác. Bố, hai bố mình kêu bà cho là chọn. Đây, em ghi vào đầu này đây. Đây, em ghi vào đầu. Đây, số 8. Bác ghi cả chữ quyết rồi đấy. Quy. Bây giờ bác hướng dẫn đường đi cho em. Tí nữa thì không. Ừ. Bác hướng dẫn đường để em còn lưu lại để em cho lái xe người ta theo người ta đi. Tại vì là. Thôi thôi không 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 số tí nữa em ghi vào trong giấy để quyết Nam Định là được rồi. Như vậy là chỗ La Xuyên là chúng em biết rồi. Thì bây giờ bác đi, bác đi đường nào? Không, tôi đi đường bên này. La Xuyên ở bên này, còn nhà chỗ ở bên chỗ bên này. À, vâng. Thì bác... Cầu vượt nha, cầu vượt nha, xuống. Bây giờ nếu đi từ trên xuống nhá, đi từ trên Phủ Lý xuống. Tôi là cây xuống 18. Thì cái chỗ đấy thuộc về xã gì, huyện gì ạ? Huyện Trường Linh ạ. Không, nhưng mà xã Tháp Bình đây, chúng ta phải đến Trường Linh xa. Anh cứ đi đến cầu vượt. Anh về huyện Nghĩa Hưng. Huyện gì ạ? Nghĩa Hưng. Huyện Nghĩa Hưng. Huyện Nghĩa Hưng thuộc về tỉnh cũng là Nam Định. Nam Định. Vâng, Nam Định. Thế cái đấy là xã gì, thôn gì ạ? Xã Trực Thuận. Xã Trực Thuận. Hỏi về cây xăng Trực Thuận. Cứ ở cây xăng, cứ chỗ cây xăng Trực Thuận là hỏi xem. Nhà máy sông Hồng. Nhà máy sông Hồng. Công ty to. Hỏi cổng nhà máy sông Hồng như bên này xong. Bên này được rồi. Cây số 20 không cần gì. Cây số 20 mà cây số cạnh đường cây số 20 là hiện cho em nóng. Cái này cũng vâng. Thế được rồi vâng. Vâng. Cùng vân.